Sau đây là kết quả xổ số quản trị thứ 5 ngày 16 tháng 2 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 7, 9. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 0, 2, 3. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 7891, 9487, 4823. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 9779. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 96473, 14253, 93342, 15248, 28073, 61895, 70231. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 51665, 03713. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 73742. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 54078. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 6228887. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 6228887.